Nobred Ultra quốc tế 2024. Thì mình đã được hãng họ đấm tiền vào mồm để mình làm một cái video mới như này để khen cái con này. Khi mà mình xem thực tế thì mình thấy là nó cũng là láng nhau thôi. Em thì em thấy nó cứ sao sao ấy. Xin chào anh em, bên cạnh anh em đây là chiếc máy chiếu 4K rất là quen thuộc Gem Go Nobred Ultra. Và điều đặc biệt hơn nữa thì đây nó là phiên bản quốc tế đầu tiên được review tại Việt Nam cũng như là review tại thị trường châu Á. Thì mới cách đây một thời gian rất là ngắn thôi, khi mà cái con N1S Ultra nó mới ra mắt trên thị trường toàn cầu ấy, thì mình còn lên cái video để mình chê cũng như là nói về những cái nhược điểm và những cái mà mình cảm thấy chưa hài lòng và mình chưa làm cái con này. Sau đấy thì mình đã được hãng họ đấm tiền vào mồm để mình làm một cái video mới như này để khen cái con này, để nâng bi cái con này lên. Nếu anh em muốn tin như vậy thì anh em cũng có thể tin. Tại vì thực sự là trong một cái thời gian khá là ngắn, và mình cũng không nghĩ được là khi mình lên cái video trước đấy thì ngay sau đấy thì mình đã được liên hệ và gửi một con quốc tế khác để trải nghiệm review, cũng như là mình cũng đã được cập nhật chính sách bảo hành mới của hãng Gem Go tại thị trường Việt Nam và tại thị trường châu Á. Tức là như mình nói thì cái nhà phân phối cũ ở những thị trường này thì họ không còn làm nữa, và ngay sau đấy thì đã có nhà phân phối mới họ đảm nhiệm cái nhiệm vụ của họ ở thị trường châu Á và mới đây là ở Việt Nam rồi, nên là mình cũng chưa cập nhật được hết những cái thông tin như vậy. Và bây giờ thì mình đã cập nhật thêm cho anh em về cái việc là phân phối cái con dòng N1S Ultra tại Việt Nam với phiên bản quốc tế, cũng như là cái chế độ bảo hành. Mình cũng hỏi rất là kỹ về cái chế độ bảo hành cho anh em người dùng ở Việt Nam như thế nào, nếu gặp lỗi và nếu thay thế sửa chữa thì có lâu không và sẽ xử lý ra sao. Thì ở bên nhà phân phối ấy, thì họ còn cam kết là để cho cái rút ngắn cái thời gian bảo hành máy, nếu mà máy gặp lỗi thì họ sẽ lấy nguyên một đập hộp, nguyên thùng một con máy mới khác để lấy bảo hành cho chúng ta, cũng như là để lấy linh kiện ở đấy để bảo hành nhanh, thật là nhanh chóng nhất cho anh em ở thị trường Việt Nam cũng như là thị trường châu Á. Đấy, và với những cái trao đổi về chính sách bảo hành như vậy thì mình cũng cảm thấy là cũng được, nếu mà vậy thì cũng khá ok. Mình đã có cái con máy này ở trên tay và đã được trải nghiệm nó gần như là trải nghiệm sớm nhất với anh em máy chiếu ở Việt Nam. Và lần này thì mình cảm thấy là Gem Go lần này họ làm cũng khá là nhiệt tình, cũng như là họ cũng quan tâm được đến cái chế độ của người dùng khá là nhiều đấy. Và ok anh em, thì hôm nay là một bài trải nghiệm về chiếc Gem Go N1S Ultra lần đầu tiên được ra mắt ở thị trường Việt Nam cũng như là ở thị trường châu Á với phiên bản 2024. Video này thì hoàn toàn là dựa trên cái việc là mình có máy và mình trải nghiệm, mình đánh giá thôi, cũng như là mình đứng về phía cộng đồng của người dùng để chúng ta có những cái chính sách làm sao để bảo hành rồi sử dụng nó tốt nhất. Đấy, nếu như mà mình chỉ là một người reviewer thông thường giới thiệu sản phẩm, rất nhiều sản phẩm khác xong rồi thôi thì nó lại là một câu chuyện khác. Thì mình chỉ cần nhận tiền quảng cáo, sau đấy thì mình sẽ đi sủa cho cái này nó thật hay, hoặc là sủa cho mọi người gọi là biết được nhiều hơn. Nhưng mà vấn đề ở đây ấy, là mình là một người đồng hành với anh em sử dụng máy chiếu, và cũng là người đứng ra chịu trách nhiệm giữa người sử dụng và nhà phân phối, dẫn đến nếu như mà trong cái quá trình đấy có cái sự sai sót nào về vấn đề bảo hành hay là về máy các kiểu thì bản thân mình là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Nên là những cái đánh giá, những cái mà review của mình ấy, nó không đứng trên góc độ của một reviewer mà nó đứng trên một cái góc độ của một người gọi là chịu trách nhiệm về cái lời nói cũng như là cái sản phẩm của mình đưa đến cho người dùng. Bây giờ thì mình sẽ hỏi những người mà xem trực tiếp, ở đây là những anh em mà đã trải nghiệm cái dòng N1S rất là nhiều trong vòng gần 2 năm qua, cả nội địa lẫn quốc tế rồi. Đấy, thì em thấy cái con này so với lại cái con quốc tế mà bản 2023 năm ngoái thì thấy thế nào? Em thấy thì như độ sáng thì nó cũng không chênh quá nhiều đâu. Con này là 3600, là theo công bố là thấp hơn là con cũ đấy, con cũ là cao hơn đấy. Nhưng mà khi mà mình xem thực tế thì mình thấy là nó cũng là láng nhau thôi. Không bị tối qua hơn nhiều đúng không? Đúng rồi, nếu mà bật điện thì vẫn thế, nó cũng không khác biệt quá nhiều. Còn con này thì được cái là cái độ nhiễu ảnh nó đỡ hơn. Đỡ hơn đúng không? Đúng. Tại vì là cái dòng laser 3 màu này ngày xưa ấy, kể cả cái dòng N1 thường ngày trước ấy, anh em xem nhiều anh em sẽ thấy là nó sẽ bị cái sạn sạn ở trên, do là cái nguồn sáng laser nó rất là mạnh, nó gây cái hiện tượng là nhiễu điểm ảnh ở trên màn ấy. Thì càng về sau này thì mình thấy nó cũng càng bớt đi được nhiều rồi. Đấy, cảm giác xem nó cũng sẽ dịu hơn một chút. Đấy, thế còn bạn này thì thấy thế nào?
em thì em thấy nó cứ sao sao ấy. Tức là nó bị làm sao? Nó cứ bị sao ấy, nó cứ kiểu nó bị đẹp ấy. Tất nhiên rồi, một cái con máy mà gọi là flagship như này thì đẹp là đúng rồi. À mà cái vấn đề bảo hành thì bây giờ sao rồi anh? Bởi vì ngày trước mấy con dính bảo hành cũng hơi bị khó ấy. Thực ra đây là cái vấn đề mà anh cảm thấy là rất là quan trọng, nhất là với những cái con máy đắt tiền như thế này. Thì với cái đợt này thì mình cũng đã nhận được cái sự cam kết cũng như là cái lời hứa từ hãng về cái vấn đề bảo hành là rất là tốt khi mà chấp nhận là bóc những cái con máy mới ra để làm hàng đổi luôn cho khách, chứ không phải gửi về và chờ đợi lâu như là những cái lần trước nữa. Novonet Ultra quốc tế 2024 thì chúng ta sẽ có 3 cái điểm mà nó khác so với lại 2023. Cái phần ngoại hình của máy ấy, thì từ hộp cho đến cái ngoại hình bên ngoài, gimbal, rồi cổng kết nối, rồi tất cả mọi thứ của cái con máy này nó đều giống con 2023, chỉ có duy nhất một cái nó khác. Đấy là cái điều khiển. Cái điều khiển của 2024 này ấy, thì là nó có những cái nút bấm nhanh như là có YouTube, Netflix, Prime đầu vào. Nhìn chung cái điều khiển của nó khác so với 2023. Điều khiển của nó giống điều khiển TV hơn và trông nó cũng Android hơn, nó cũng trông nó cũng đẹp hơn đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì vẫn có một cái điểm chê nhẹ, đây là điều khiển vẫn bằng nhựa nhá, chưa được dùng điều khiển bằng kim loại giống như XGB đâu. Cảm giác sờ chạm nó cũng chưa được phê lắm. Và trên cái điều khiển này thì nó đã được tích hợp cái nút Netflix trên này. Và khi tích hợp cái nút Netflix trên này thì chứng tỏ con này của chúng ta đã có cái gì ạ? Đã có Netflix chính chủ. Và đấy cũng là cái điều khác biệt số 2 so với lại phiên bản 2023. Đấy là chúng ta đã có Netflix chính chủ. Để mà xem Netflix chính chủ, bây giờ chúng ta chỉ cần thêm một cái con Android Box vài trăm nghìn là có thể xem được rồi. Tuy nhiên một cái yếu tố nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nếu mà được cải thiện thì nó tích hợp luôn vào trong máy thì nó cũng tốt hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta phải cắm thêm một cái con Box bên ngoài. Ai mà hiểu về công nghệ thì chúng ta có thể chấp nhận dễ dàng cắm Box thôi. Nhưng mà những ai mà kiểu muốn mọi thứ nó được chỉn chu, nó được hoàn thiện nhất thì chúng ta có Netflix chính chủ ngay tích hợp trên máy và tích hợp trên khiển ấy, thì nó vẫn là một cái điều mà tốt cho người dùng. Và cũng đây là một cái điểm mà ZMGO họ đã ghi nhận từ cộng đồng người dùng, rất cần có cái Netflix là một cái app xem phim lớn nhất hiện nay. Và với phiên bản Novonet Ultra 2024 thì chúng ta đã có Netflix chính chủ. Một cái nữa đấy là về cái thông số về phần cứng, tức là về độ sáng của máy. Độ phân giải thì vẫn giữ nguyên là 4K, công nghệ là công nghệ hình ảnh là laser 3 màu. Độ sáng thì chúng ta đã có sự khác biệt giữa 2024 và 2023. 2024 thì độ sáng giảm đi anh em nhé, đó là một sự cải lùi ư. Thông thường thì các cái máy đời sau thì sẽ được nâng cấp độ sáng lên đúng không ạ? Nhưng mà riêng với cái con Novonet Ultra này thì độ sáng nó được giảm đi từ 4.000, nó đã được giảm xuống còn 3.000 ANSI lumen thôi. Giảm đi tận 1.000 ANSI lumen so với lại đời trước, liệu thì có gây khó chịu cho người dùng không? Thực tế thì bản thân mình trải nghiệm cũng như là mình cho những anh em hay dùng máy chiếu trải nghiệm rồi thì anh em cảm thấy là không có sự khác biệt quá nhiều giữa cái việc giảm 1.000 ANSI lumen từ đời trước xuống đời này. Không biết có phải là do cái bản 2023 đo cái độ sáng nó đo bị sai không, hay là công bố như thế nào, nhưng mà cái 3.000 ANSI lumen của đời 2024 so với lại 4.000 ANSI lumen của đời 2023 ấy, nó không chênh nhau quá nhiều và chúng ta vẫn có được cái trải nghiệm là một con máy với độ sáng rất tốt, hình ảnh màu sắc đẹp, và đặc biệt là cái hiện tượng nhiễu hạt đã được giảm đi rất là nhiều so với lại đời trước. Nó giảm đi phải đến tầm 90% rồi đấy, so với lại những cái đời đồng 1S đợt trước thì chúng ta vẫn còn hiện tượng nhiễu hạt. Còn hiện tại với cái đời mới như thế này thì chúng ta không còn cảm thấy cái hiện tượng nhiễu hạt ở đây nữa. Khi mà chúng ta bật máy lên thì chúng ta đã có một cái giao diện là Google TV. Thì với cái đời 2024 này thì chúng ta đã được cập nhật lên phiên bản Google TV mới nhất hiện nay. Và với phiên bản này thì các cái icon này thì nó sẽ là hình tròn chứ không phải là cái dạng hình vuông như ngày xưa nữa. Và những cái tính năng của đời trước thì đời này nó vẫn vậy. Tức là chúng ta sẽ có những cái tính năng tự động này. Đấy, tự động căn cho nó vuông này, rất là nhanh, vẫn có đầy đủ tính năng tự động. Tuy nhiên thì với dòng ZMGO thì chúng ta sẽ không có cái tính năng là tự động khít khung hình như là của bên XGB, hoặc là những cái dòng kể cả XView giá rẻ cũng có cái tự động khít khung hình. Còn ở đây thì chúng ta chỉ có là tự động cân vuông thôi. Về hình ảnh thì nó giống như đời trước, chúng ta vẫn có thay đổi theo màu tường này, Smart Air này để bảo vệ mắt này, thì có đầy đủ nhá. Các cái tính năng mới nhất hiện nay thì nó cũng đã đạt được đến cái giới hạn. Máy nào bây giờ hầu như nó cũng có hết những cái đấy rồi. Netflix chính chủ nhá, đã có giấy chứng nhận luôn ở trong này. Google TV và những cái tính năng tự động cũng khá giống đời trước thôi. Chúng ta cũng có tìm kiếm bằng giọng nói. Thời tiết hôm nay thế nào? Ở Yên Hòa vào hôm nay sẽ có các cơn dông với nhiệt độ cao nhất là 90 độ và thấp nhất là 78 độ.
Cái này chắc hiện tại theo độ ép chủ rồi. Yếu có nắng và nhiệt độ là 88 độ. Mở YouTube. Tất nhiên là được. Sau đây là một vài video. Khá nhanh. Con này thì phần cứng cũng giống con cũ. Google TV RAM 2, ROM 64, chạy cũng nhanh. Các chế độ can chỉnh hình ảnh. Có tự động tăng giảm sáng theo môi trường, có Ultra Brightness để tăng độ sáng lên. Những cái Ultra này tăng lên thì nó sẽ bị ám xanh. Mình để bình thường thôi. 10MC chuyển động mượt mà. Con này có 3D, nhưng mà cái 3D của con này nó là dạng 3D là phải có nguồn vào 3D, chứ không có kiểu chuyển tự động auto từ 2D sang 3D như là cái con Horizon Ultra HDR. Và dòng ZMGO này thì nó chưa có ống kính zoom quang. Đấy, nó là zoom kỹ thuật số rồi. Về máy thì nó là như vậy. Đây là video test chất lượng hình ảnh của máy nhá. Hiện tại thì mình đang chiếu trên màn trắng, kích thước là 100 inch. Phòng đang tắt đèn. Đây, phòng tắt đèn, màn trắng là 100 inch. Đây, anh em có thể thấy. Đây, bây giờ mình sẽ mở dần đèn lên cho chúng ta. Đây là mình đang mở đèn ở giữa. Đây, và mình sẽ mở full đèn lên nhá. Đấy, đây là khi mà mình mở sáng trưng luôn, cả nhà luôn, full đèn luôn. Thì với cái ánh sáng này thì nó sẽ rất là mạnh nhé. Ánh sáng này thì nó sẽ tương đương với lại ánh sáng anh em xem ở phòng phòng mà chúng ta bật nhiều điện, cũng như là phòng mở cửa ban ngày đấy. Rất là sáng. Thì độ sáng là 3600, thấp hơn so với lại đời cũ, nhưng mà trải nghiệm thực tế thì thấy cũng không chênh nhau nhiều. Nó lệch một ít thôi. Khả năng là mình nghĩ là do hãng họ muốn giảm cái hiện tượng là bị noi hạt, cũng như là muốn bảo vệ mắt của người dùng. Tại vì thực tế là với cái độ sáng như này, anh em ngồi đây anh em có thể thấy là đây, hoàn toàn là chúng ta có thể xem được như một cái gọi là một cái tivi thông thường, cũng chả vấn đề gì cả. Hoàn toàn là xem mà bật đèn này mà xem đều ok hết. Sáng khá tốt luôn anh em. Bản thân mình ngồi phòng trong phòng như này, bật đèn như này đều có thể sinh hoạt được. Vừa sinh hoạt được và vừa xem được. Màu sắc của laser 3 màu cũng như là của ZMGO thì nó vẫn giữ được cái phong độ giống ngày xưa, là cái màu tươi tắn, đẹp, rực rỡ giống như TV OLED vậy. Để cho nó anh em có thể xem được hình ảnh nha. Thêm một chút nữa thì mình sẽ gọi là chiếu trong phòng tối hẳn, để chúng ta xem được là cái chất lượng của video. Còn nếu anh em có điều kiện thì anh em có thể sử dụng cái màn quang học với những cái dòng này, hoặc là những cái màn mà và tốt hơn. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà dùng thì dùng màn quang học thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà màn tương phản cao thì anh em dùng màn trắng là cũng ok, vì độ sáng của này nó cũng khá là tốt rồi, chẳng cần phải đến tương phản cao, đã dùng là dùng luôn quang học luôn. Đấy. Đây là một cái video về Costa Rica. Nếu anh em nào mà làm về TV, máy chiếu thì có lẽ là anh em đã nhẫn mặt với cái video này được chục năm nay rồi. Chắc là phải chục năm nay rồi các anh em test máy chiếu hay là test TV. Hồi xưa test TV thì rất hay test cái video này, video Costa Rica này. Mình đã dùng mọi lần quay phim những cái dòng laser 3 màu này thì mình đều phải dùng đến máy ảnh chuyên dụng, mà vẫn nó còn chưa đảm bảo được cái màu sắc nguyên bản. Tại vì dòng laser 3 màu này nó rất khó lên màu. À, khoe với anh em con loa nhé. Loa của dòng này thì mình cảm giác nó đã được nâng cấp lên rồi, loa nghe hay hơn đấy. Đây loa của nó đây. Trong cái phòng của mình là 30m2. Test thêm cho anh em một vài đoạn video với cái độ tương phản cao nữa, để chúng ta thấy được cái hình ảnh nó nổi khối lên như thế nào. Đây là mình chưa đụng đến gọi là màn quang học đấy. Bật đèn. Tắt đèn. Bật đèn.
hoàn toàn dùng bàn trắng rồi. Quá trình quay video ấy thì có nhiều khi nó sẽ có những cái vạch cầu vồng, do là cái laser ba màu này nó quay nó rất là khó anh em ạ. Nó không hề dễ quay đâu. Mình đã phải dùng những cái máy ảnh chuyên dụng rồi đấy, cũng như là cái file quay của mình cũng phải để cái file lốc để quay nó thu được nhiều chi tiết nhất. Chứ còn anh em mà dùng điện thoại bình thường anh em quay không bao giờ lên được như thế này. Ok anh em, nếu anh em nào muốn trải nghiệm thực tế sản phẩm này phiên bản quốc tế thì cũng có thể qua bên mình để trải nghiệm. Hoặc là anh em có thể xem thêm thông tin ở đường link ở website mình để bên dưới nhé. Rồi, vừa rồi là video về chiếc Zepgo N1S Ultra 4K phiên bản quốc tế đầu tiên tại Việt Nam luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Mình xin kết thúc cái video ở đây. Mình sẽ để thêm một vài cái hình ảnh nữa cho chúng ta xem. Sau đấy thì mình sẽ tắt video. Okay.